Sau khi suy nghĩ, Anna quyết định sẽ tham gia làm YouTuber cùng nhóm Sắc Màu và khiến Nếp hết sức vui mừng. Lizzie dường như đã có crush mới. Liệu cô có còn tơ tưởng đến Nam Phong? Ellie đến gặp Ken và để lộ ra chuyện cô ta thuê Ken cưới Mirai vì muốn làm hại Mirai và nhóm Sắc Màu. Ken lộ mặt chỉ là một tên đẻo cán, ham tiền chứ chẳng yêu thương gì Mirai. Anh ta cũng mách lại với Ellie rằng Gin cua kim chỉ để bỏ ghét, khiến cho Ellie hết sức hả hê. Vậy nhóm Sắc Màu có phát hiện ra chuyện này? Mời các bạn đón xem tập 19 của bộ phim Đường đua Idol thế hệ Z. Các bạn nhóm này nhóm gì vậy? Tôi muốn follow. Sắc Màu, lên đi, nhóm có kênh riêng đó. Tụi mình sẽ luôn ủng hộ các bạn. 2, 3. Tụi phèn đó nghĩ mình là ai mà dám chống đối lại Ellie này chứ. Tao sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Ê bà có coi cái này chưa? Coi rồi, hồi sáng chị tôi mới xem đó. Hay không? Ê bà nhóm này nhóm gì vậy? Tôi muốn follow. Sắc Màu, lên đi, nhóm có kênh riêng đó. Hay á. Ừ, dễ thương nữa. Ê, hai bay nghe bài này chưa? Này hot lắm luôn á. Ủa hay vậy? Mà nhóm nào vậy? Trời, nhóm Sắc Màu, học sinh trường mình luôn á. Ồ. À, mà nó có cả kênh YouTube luôn. Thích á, thì tụi bay vô sub đi. Ừ, ngày nào nó cũng quay clip của đăng lên YouTube hết á. Ủa, sao mấy người đó có nhìn theo hướng tụi mình hoài vậy? Chắc là mấy bạn đó coi được clip của mình để nhận ra đó. Chắc là vậy rồi. Vậy là ngày tụi mình nổi tiếng cũng tới rồi. À, mấy bạn là những người hát ở trên clip nè. Mình thấy mấy bạn á, mấy bạn hát hay lắm luôn á. Cũng bình thường thôi ạ. Cảm ơn bạn nha. À, mấy bạn có thể cho tụi mình chụp chung vài tấm hình nha. Tất nhiên là được rồi. Trời ơi, mình coi clip của mấy bạn á, vừa hát hay vừa dễ thương, nguyên nhà mình cùng coi luôn á. Mấy bạn hát hay lắm luôn á. Cảm ơn mấy bạn nha. Và tụi mình sẽ luôn ủng hộ các bạn. Cố lên nha. Cố lên. Chỉ là ăn may được một clip thôi mà nhìn chướng mắt. Giờ phải làm sao đây bà? Làm gì cứ ngồi im hoài nãy giờ vậy? Bà nghĩ ra cách gì chưa? Kế sách thì không thiếu, nhưng mà phải nghĩ ra cái cách gì mà khiến chúng nó đau nhất, thốn nhất, nhưng mà lại chẳng biết là ai làm, thế mới hay. Hay là bọn mình thuê người dạch mặt tụi nó, đánh cho chúng nó một trận, cho chúng nó không dám trở mặt lên YouTube luôn. Nồng cạn. Bà làm như thế hại được chúng nó, rồi mình cũng đi tong luôn. Chúng nó báo công an rồi kiện phát thì sao? Nếu mà cách đó không được thì... À, hay là tụi mình thuê người viết bài nói xấu tụi nó đi. Đúng rồi, tạo scandal. Thế nào tụi nó cũng sẽ bị chửi sấp mặt luôn. Không. Tại sao? Bà có biết bây giờ bao nhiêu người nổi lên nhờ scandal không? Bà làm thế khác gì tạo cơ hội cho chúng nó càng nổi tiếng hơn. Nhưng mà cách này không được, cách kia cũng xong. Vậy bây giờ tụi mình phải làm gì bây giờ? Bọn nó nổi tiếng nhờ cái gì thì mình phá từ cái đấy. Hả? Là sao? Bọn nó nổi tiếng từ clip hát. Clip đấy ở đâu? Trên kênh YouTube của tụi nó. Chính xác. Bây giờ nhờ một thằng hacker hack cái kênh YouTube của chúng nó. Thế là xong. Nhẹ nhàng không mất sức. Wow. Ôi, Ellie nhà mình đúng là mưu sâu kỹ hiểm. Bà đúng là thông minh sắc sảo, tài sắc vẹn toàn đó Ellie à. Câu này sinh ra là dành cho bà đó. Còn phải nói, tụi phèn đó nghĩ mình là ai mà dám chống đối lại Ellie này chứ. Tao sẽ cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Ủa, sao bà Kim giờ này chưa tới nữa? Không biết, sao tới trễ vậy ta? Ừ, trễ giờ quá.
Kim, sao ba tuổi trẻ vậy? Làm xong phân bài đầu tiên rồi nè. Tôi có tin vui muốn báo cho mọi người đây. Tin gì vậy? Bình tĩnh, đừng có xỉu rồi nha. Đừng nội, ba làm mất tiên phong nha. Cái đó thì chỉ có tôi thôi, chứ mà Kim thì làm gì có. Nhưng mà chuyện gì thì bà nói đi, cứ rào chừng vậy còn lo lắng hơn đó. Công ty nước giải khát Kirin gửi mail bút bọn mình quay clip quảng cáo cho sản phẩm mới của họ đó. Wow, trời. Sao tôi vẹo ba một cái nha. Sao tự nhiên véo, à, đau. Thì ra, đây là sự thật. Đây không phải là mơ. Nhưng mà từ vẹo mình thì đau lắm. Cho nên tôi vẹo ba để kiểm tra thôi. Nhưng mà người ta yêu cô phải làm gì vậy? Đó giờ tôi không biết quảng cáo phải làm gì hết á. Tôi vừa nhận mail xong, cũng có tìm hiểu thử rồi. Trước mắt, mình sẽ trình bày cách để lồng ghép sản phẩm của họ và clip tiếp theo của bọn mình. Nếu họ đồng ý, thì họ sẽ gửi tiền cho bọn mình quay clip đó. Nghe không? Hết ghê ha. Đây là lần đầu tiên người ta đặt hàng quảng cáo mình luôn đó. Có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Mà có lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ nơ luôn. Rồi chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ kênh YouTube này. Hy vọng thật sự là vậy. Chắc chắn là vậy rồi, hy vọng gì nữa. Thôi, mơ mộng như đó đủ rồi. Bây giờ lên lịch để kịp tiến độ ra clip quảng cáo nè. Nè, sao điện thoại ba cứ rống hoa vậy? Tôi tắt chuông rồi, mà người ta nhắn tin á, rồi bình luận nữa, nên nó rung ngoài à. Im lặng đi, lớp gì mà ồn quá vậy? Qua tắt nguồn đi, cả cô lá đó. Mirai. Dạ, em muốn nói chuyện cô. Em đang làm gì vậy? Em tắt nguồn điện thoại. Ở trong lớp á, không lo học đi, còn ngồi đó mà bấm điện thoại. Ai biết là tắt nguồn hay là ngồi chơi game, không biết chừng có ha. Ê, bà này kỳ ghê. Người ta nổi tiếng rồi làm gì kệ người ta. Đâu phải ai cũng như mình. Ngồi trong lớp á là chỉ có chú ý nghe giảng, học bài để mà vượt qua kỳ thi. Ờ ha, bà nó cũng có lý á. Nhưng mà đã đi học rồi thì phải tập trung đúng không cô? Chứ ngồi trong lớp á, mà làm việc riêng như vậy á, thì không tôn trọng thầy cô nè, không tôn trọng kiến thức. Vậy á, ở nhà đi tự nhiên đi học chi vậy? Lên lớp rồi ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Thôi, mấy bà đừng có nói nữa. Mất công á, người ta tưởng mình ghen tị với sự nổi tiếng của người ta. Thôi, lo phần mình đi mày. Clip của nhóm tụi em á, cô có xem rồi. Đúng là các em hát rất là hay, được nhiều người yêu thích và chia sẻ. Nên bây giờ các em đang cảm thấy có chút thành công và hơn người, nên cô hiểu được. Nhưng mà các em theo học ở trường La La á, thì cũng phải biết là mình đang theo đuổi cái điều gì chứ. Cái mục tiêu của các em là nghệ thuật chân chính, chứ không phải là sự nổi tiếng nhất thời. Một cái clip thì nổi được một ngày, hai ngày hay là nổi cả đời. Liệu nó có thể đem lại chén cơm cho các em hay không? Suy nghĩ một tí xíu là tìm ra được câu trả lời này rồi. Cô không hề cấm các em làm clip để up lên YouTube. Nhưng mà nếu các em chỉnh mãn việc học tập, sa sút khi mà thi cử, rồi bất cứ một hành động nào của các em ảnh hưởng tới danh dự của nhà trường, thì sẽ có nguy cơ bị đuổi khỏi cái trường này. Là cô giáo chủ nhiệm của các em, cô không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng mà thử coi, với việc học tập như vậy thì làm sao mà cô có thể đảm bảo được? Em không có ý đó đâu cô. Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Cô chỉ nói như vậy thôi, mong là các em hãy suy nghĩ lại. Còn bây giờ tất cả tập trung lên bảng, nghe cô giảng bài. Nếu mà lần này thi ai mà hạ điểm là tôi xử hết, có nghe không? Chắc chắn là nó phải đi qua đây. Kìa, nó kìa. Anh, con Mirai về kìa. Giữ nó lại. Vô tấm cỏ nó đi. Nè nè nè, mấy cô mấy chú làm gì vậy? Có gì từ từ nói. Lôi kéo người ta vậy, báo công an đó nha. Cái gì? Công an hả? Tao thách mày đó. Tao đang muốn nè, kêu con nghe đi. Tại vì á, ba mẹ con Mirai á, làm ăn ở dưới quê thua lỗ, bây giờ vỡ nợ rồi,
cho nên nó bỏ trốn đi. Bây giờ tiền bạc của tao á hùng vốn vô mất hết trơn cái trời rồi, hiểu biết không? Chú nói xạo, con không tin. Ê, tụi này đâu có rảnh ha, cũng không có dư thời gian ha, mà đón xe từ dưới quê lên đây để mà xạo với con nhóc ranh như mày. Có trách á, mày trách ba mẹ mày đi. Nếu như ổng bả không bỏ trốn á, tụi này không có tìm được người đòi tiền á, chứ đâu có mất công lên đây mà rồi mày. Thì mày để làm gì? Thôi, không có nói nhiều nữa, túm gọi nó đi. Ê, đó đi, túm gọi đi. Nè, từ từ đã. Sao? Mấy cô mấy chú á, có gì từ từ nói. Giữa đường giữa xá mà lôi kéo người như vậy á, cũng không có nên. Mà giờ mấy cô mấy chú bắt Mira đi á, thì làm được cái gì? Tụi con cũng không có tiền ở đây để trả cho cô chú nữa. Thì vì không có tiền mới bắt nó. Mày ép ba mẹ nó lòi mặt ra mà trả tiền cho tụi này chứ. Ba mẹ Mira á, vì không có tiền nó mới bỏ trốn. Có tiền á là đã trả mọi người rồi. Bây giờ mấy cô mấy chú bắt Mira đi như vậy á, cũng đâu được lợi ích gì đâu. Hay là giờ vậy đi, mấy cô mấy chú để Mira lại đây đi. Tụi con sẽ cố gắng tìm cách kiếm tiền để trả cho cô chú. Không nhiều thì ít. Chứ giờ cô chú bắt người đi như vậy á, thì ai trả tiền được. Nhưng mà không bắt nó đó, lỡ nó trốn theo ba mẹ nó sao? Mấy cô mấy chú yên tâm đi, tụi con còn nhỏ lắm, còn đi học nè. Mấy cô nhìn tụi con mặc đồng phục nữa, con học trường La La đó. Có gì cô chú cần tìm á, thì cứ đứng trước cổng trường là tìm được rồi. Yên tâm đi, tụi con không nói dối đâu. Nhưng mà lấy cái gì để bảo đảm? Hay là chú tra số tụi con đi, có gì á thì tụi con liên lạc. Nè, nhớ nó nha, nó mà bỏ trốn á là tụi bay chết chứ, nghe chưa? Dạ. Nhớ nghe không? Dạ. Mày mang nhờ của ba cũng là tiếu cả đảm rồi. Lo cho Mira đây nè.